Đọc trên mạng là thông tin là trúng xổ số trên mạng không? Chưa. Ô, mày trúng mấy chục tỷ ấy. Chưa nghe rồi. Ui, cái đấy thì phải mấy cốc tay lơ chân gà. Bây giờ ví dụ như Hảo trúng được khoảng tầm 50 tỷ đi, Hảo sẽ làm gì? 50 tỷ. Chúng giải Jackpot. Jackpot của em sẽ làm một cái thẻ tiết kiệm. Rồi em sẽ cho tiền em vào đấy. Xong rồi hàng tháng sẽ rút tiền. Làm gì em có tiền ăn. Đúng rồi. Để... Em cứ để ở đấy, thế là kiểu là mỗi tháng nó sẽ cho, nó sẽ gọi là gì nhỉ? Tiền lãi à? Tiền lãi, lãi suất. Thế là mình chỉ cần chỉ lấy tiền đấy rồi xong mình đi ăn chân gà thôi. Xong rồi mình đi chơi, mình đi mua shopping. Thế lúc đấy có làm gì nữa không? Đây có đóng phim rồi. Em sẽ dẫn mọi người đi ăn. Còn gì nữa không? Gì nữa không? 50 tỷ mà không làm chỉ mua thế được à? 50 tỷ. 50 tỷ đấy. Em mở số bán cho mọi người. Để em nói. Em sẽ gửi tiền cho bố mẹ em nữa. Giờ gì nữa? Có gì nữa không? Cho bố mẹ vào một nửa, em lấy một nửa. Tức là cho 25 tỷ. Em sẽ cho vào trong, em sẽ cho, em vừa nãy nói em mà em sẽ cho vào trong ngân hàng thì mỗi tháng nó cho tiền lãi. Không được nhiều. Tức là em cho bố mẹ 25 tỷ, em 25 tỷ. Thế còn gì nữa không? Sau này để dành tiền lấy chồng. Thế còn gì nữa không? 25 tỷ thằng nào sẽ lấy được. 25 tỷ thì thằng nào sẽ lấy được. Đúng không? Thế thôi à? Đơn giản vậy thôi à? Thế không cho anh Đức à? Thì em dẫn mọi người đi ăn chân gà. Thế thôi à? 25 tỷ đấy em ơi. Mà ít ra cho anh vài trăm nghìn hoặc vài triệu gì. 25 tỷ mà không cho được đồng nào luôn á. 25 tỷ đấy. Thì mỗi tháng em sẽ lấy tiền lại đấy, em dẫn mọi người đi ăn. Không, người ta cần tiền mặt chứ, người ta cần... Mấy tháng? Được mấy tháng? Mỗi tháng 25 tỷ cơ mà, mỗi tháng được lãi được bao nhiêu kìa? Ít ra phải cho em mở 1 tỷ ấy. Hả? 25 tỷ nhiều vậy á? 25 tỷ cho 1 tỷ còn 24 tỷ vẫn tiêu thoải mái mà. Thế bây giờ 5 triệu. Thế em sẽ cho mỗi người 1 tỷ. Thật không? Rồi. Sao lại không cho? 25 tỷ, em sẽ cho mỗi người 1 tỷ. Nhưng sao lúc đấy lại không cho? Nay em chưa nghĩ nó nhiều thế à? Ít, không nghĩ nó nhiều như thế. 1 tỷ thôi mà. 25 tỷ. Em tưởng nó như 25 nghìn thôi. Nhưng mà sao? Mẹ lên được. Mình mẹ. Mẹ. Mày đi gần kia đấy anh nha. Nhưng mà sao nãy em lại nghĩ nó ít? 1 tỷ. Thế là 1 tỷ là to. Nhưng mà 25 tỷ. Nhưng mà 25 tỷ. Lúc đầu là 25 tỷ nhưng mà không nghĩ to. Nhưng mà lần nữa sau người ta nói 1 tỷ. Người ta nói 1 tỷ là thấy to. Đúng không? Có phải thế không? Anh đâu có lấy không? Em thấy to anh 1 tỷ. Tức là bài lúc này là lúc đầu là 25 tỷ là cứ nghĩ là bình thường thôi. Nhưng mà sau này anh bảo là cho 1 tỷ ấy. Thế mà 1 tỷ to mà. Anh cười đâu này. Sao nhớ ra là 25 tỷ là. Em sẽ mua cho cái đồng hồ đẹp hơn cái đồng hồ này. Đồng hồ này có 2,5 triệu thôi. Đồng em được 25 tỷ cơ mà. 2 triệu à, cái này là 2,5 triệu không là vấn đề. Đúng rồi. Em sẽ mua cho anh Hải đồng hồ tiền. Em sẽ mua cho anh Hải cái đồng hồ à. 1 tỷ. 25 triệu thôi nhỉ? 5 triệu ít quá. Quá ít đúng không? 200 triệu. Mình là người có đúng tiền cơ mà. Không. Em sẽ mua cho anh cái đồng hồ vẻ ngang thằng Sơn Tùng. Đúng không? Ngang thằng Sơn Tùng. Đồng hồ Sơn Tùng mấy triệu thôi. Sơn Tùng có đeo đồng hồ đâu. Thế nó đeo cái gì? Đeo cái gì? Em tắt à? Đây em vừa tắt cho anh. Trời ơi. Thằng Sơn Tùng thì nó hay mặc kiểu là quần rách lắm. Em sẽ mua quần rách kiểu quần đúng rồi à, quần thời xưa mốt ống loe ấy. Đấy, cái đấy gọi là cái quần què à? Quần què. Em mua mỗi cho anh hay không mua cho mọi người? Thế em sẽ mua cho anh một cái quần. Mua cho anh Đông, xem anh Đông thiếu gì. Anh Đông nắm dâu đâu, em sẽ mua cho anh Đông một cái cạo dâu. em sẽ nhờ người thiết kế đầu tư cho anh một cái bộ gọi là cái máy tự động cạo dâu. Anh cần mua cái đấy là học cạo cho anh. Mua thằng kia gì cơ? Mua bộ răng. Lấy không nào? Mua mai. Cái bộ mai ra từ đâu? Thôi cho nó tiền nó đi ăn uống để cho nó béo. Cho nó dẫn em đi ăn đúng không? Cho dũng mái á. Mẹ thì lấy cái gì được?
Mày hiểu cái gì? Làm hay mày thích giới tính không? Cho điện về sang Thái. Anh Tuấn. Không, anh Tuấn em sẽ cho anh đi gọi là phẫu thuật thẩm mỹ để anh cao thêm. Xem nào, anh phải cao thêm tầm 10 phân nữa. Anh đồng ý không anh Tuấn? Anh sẽ em sẽ cho các anh cao thêm 10 phân nữa để cho chúng nó phải ngước mắt lên nhìn anh. Ngước mắt gì? Ngước mắt lên. Sao sao làm cho chúng nó thấp xuống? Hay cho cả thế giới thấp xuống đi. Vậy thì ích kỷ lắm. Nó nghĩ ra được. Chị mà có thẩm mỹ được kìa. 25 tỷ cơ mà. Còn mày mày thích cái gì? Tao thích mẹ. Mẹ gì? Là gì? Tao mày ăn đồ ăn nha, vì mày ăn. Bụng mày 3 tháng rồi. Năn né là gì? Chuẩn bị thư viện cai hay nhỉ? Anh Đức anh thích gì? Anh Đức anh thích gì? Thế mày nghĩ anh thích cái gì? Anh à, ở tuổi của anh bây giờ chỉ là thích gái. Đúng không? Em sẽ gọi là em sẽ mua cho anh một con siêu mau. Giống như búp bê gọi là búp bê từ lâu. Ôi chết rồi. À, mẹ nó về chỉ gọi là chỉ việc không, nó chỉ việc gọi là giúp việc cho anh Đức rồi. Là người ta bảo là gì, thỏa mãn. Thỏa mãn gì? Gì? À, thì anh Đức thích gì thì nói chiều anh nghĩ. Cái đấy.